Quay sang vấn đề lao động xuất khẩu, từ 5-6 tháng nay, các nữ công nhân Việt Nam tại công ty điện tử Sony ở Malaysia vẫn trong tình trạng không có việc làm mà không được chủ nhân đền bù như quy định. Thanh Trúc cập nhật tin tức và tường trình. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2007, khoảng 30 phụ nữ Việt Nam đã qua Malaysia làm việc trong công ty điện tử Sony. Đây là những người đi Malaysia theo 4 công ty môi giới bên Việt Nam. Công ty môi giới bên Malaysia chịu trách nhiệm về những nữ lao động Việt này là GR Holdings. Theo hợp đồng ký trước khi đi thì thời gian làm việc cho Sony là 27 tháng, lương căn bản 494 ringgit. Nếu tính thêm giờ phụ trội được bảo đảm trong hợp đồng thì mỗi người có thể kiếm được 768 ringgit một tháng. Khi công nhân mới đến Malaysia, công ty môi giới GR Holdings đã giữ tất cả hộ chiếu giấy tờ tùy thân của họ trước khi bố trí đến công ty Sony. Thế nhưng làm việc không được bao lâu thì khó khăn xảy ra. Chị Luận, quê ở Bắc Giang, cho biết. Công ty Sony nói là không có việc giả chúng em về môi giới từ ngày 26 tháng 11 năm 2008 đến bây giờ. Hai tháng đầu kể từ lúc nghỉ việc, chị Luận vẫn được Sony trả lương cơ bản. Nhưng đến tháng thứ ba trở đi thì không được đồng nào. Trong thời gian đó, công ty môi giới GR Holdings đưa những công nhân bị mất việc đi làm ở nhiều nơi khác nhau. Chị Luận kể tiếp. Có đổi qua nhiều cố chỗ làm việc, nhưng chúng em không thể làm nổi. Và người thì hai chỗ làm, người thì một chỗ làm. Công an đến kiểm tra là đưa chúng em vào rừng trốn. Chị Nga, quê ở Hải Dương, qua Malaysia sau chị Luận mấy tháng. Em hợp đồng là 27 tháng và làm cho công ty Sony. Nhưng mà em sang đây được một năm thì là công ty Sony bị phá sản. Chuyển bọn em lên trên cua. Đến bây giờ là đã em thất nghiệp đã gần 8 tháng nay rồi. Mà môi giới cho bọn em có một tháng lương cơ bản thôi. Chị Luận thì lý trước em một tháng, chị Luận được 2 tháng lương cơ bản. Em được có một tháng thôi, cũng có người được 3 tháng, cũng có người được 2 tháng, cũng có người được một tháng. Nói chung là chẳng ai giống ai cả. Cũng như chị Luận, chị Nga được công ty môi giới GR Holdings chuyển đến nhiều nơi làm việc khác nhau. Như bản thân em là được đi 3 công ty rồi. Công ty vào găng tay y tế ở Lilai thì đi một đoàn hơn 30 người bọn em meeting thấy lương thấp quá bọn em không làm. Thế xong là về một thời gian này chuyển em vào công ty Đông Mạnh, em đã vào trong đấy làm nửa tháng. Những cái ngày mà chẳng biết đoàn kiểm tra nào tới đấy thì là cho bọn em vào rừng trốn. Và có ngày chỉ làm được có 3 tiếng, ngày thì 5 tiếng mà cái ông quản lý còn đánh bọn em. Sang chỗ làm thứ ba cũng là công ty sản xuất dụng cụ y khoa. Làm được 6 ngày, chị Nga bị bệnh, xin phép về nghỉ. Trở lại ngày hôm sau, chị bị người quản lý ở đây nặng nhẹ, xô đẩy, rồi cho nghỉ việc luôn. Chị Luận và một số chị khác nói là muốn được trở về Việt Nam, muốn công ty Sony trả 1.900 ringgit tiền 5 tháng bị cho nghỉ việc. Bên môi giới vẫn nói là cho chúng em đi làm, nhưng như chúng em bảo là chúng em vẫn muốn đi làm, nhưng trả đủ 1.900 ringgit thì chúng em đi làm. Thế nhưng lúc đầu tiên là đưa chúng em là 200 ringgit chúng em không nhất trí. Đến lúc lại đưa cho em 500 ringgit chúng em không nhất trí. Lớn hôm qua đấy, chị Hảo bên Việt Nam sang á, thì là bảo là bên đối tác là chỉ trả chúng em 1.000. Thế thì em mới bảo là 1.000 thì theo ý các chị em là nếu mà trả 1.000 thì đưa tay 1.000 đó và mua vé máy bay cho chúng em trở về nước. Còn chị Nga cũng mong muốn được Sony bồi thường đủ 1.900 ringgit nhưng được ở lại Malaysia làm việc vì... Bọn em muốn ở lại làm chứ bọn em cũng không muốn về. Giờ về tiền bọn em vay vốn đi giờ chưa trả hết nợ. Về bọn em lấy tiền đâu trả. Giờ ý bọn em muốn là trả bọn em 1.900 để bọn em trả nợ bên đây rồi bọn em vào công ty bọn em làm hết hợp đồng bọn em về. Giờ về bọn em rất chi là thiệt thòi cho nên là bọn em muốn là đòi hỏi lên một chút chứ giờ như thế này thì bọn em chẳng có tiền. Nhóm 11 nữ công nhân mất việc từ công ty Sony đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur để nhờ giúp đỡ. Trong khi đó, tổ chức CAMSA của người Việt ở hải ngoại, tạm dịch là Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu, cũng vào cuộc để mong có thể bênh vực và tháo gỡ khó khăn cho các lao động nữ Việt Nam trong trường hợp này. Từ Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Bow People SOS, trong đó có CAMSA là đơn vị trực thuộc, nhận định. Trước hết là Sony, tức qua GR Holdings, công ty môi giới Mã Lai và 4 cái công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam đã ký kết hợp đồng hứa hẹn không phải chỉ có mức lương tối thiểu mà còn hứa hẹn là có giờ phụ trội 2 tiếng một ngày. Do đó cái mức lương tối thiểu được hứa hẹn là 768 ringgit và làm việc 27 tháng.
Thành ra tôi muốn đòi cái số mức lương tối thiểu cho 6 tháng trở lại đây mà những nữ công nhân này chưa được trả lương. Mặt khác, ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng các nữ công nhân Việt Nam trong công ty Sony là nạn nhân của một vụ lường gạt và bóc lột sức lao động. Bởi vì nó gồm cả 3 yếu tố. Thứ nhất là có sự lừa đảo, lường gạt khi mà họ ký hợp đồng là 27 tháng nhưng mà chưa đủ 1 năm làm việc, Sony đã sa thải họ. Thứ hai là có yếu tố bóc lột. Bởi sau khi mà Sony giao trả những người này trở lại cho công ty môi giới Mã Lai là Gia Holding thì họ đã bị đẩy đi làm lao động những công việc không nằm trong hợp đồng ở rất nhiều chỗ khác nhau mà không được trả lương. Và thứ ba, có sự cản chặn để họ không thoát được khỏi cảnh bị bóc lột là tự vì hộ chiếu đều bị giữ. Khi họ xin về nước thì Gia Holding bắt họ đóng 2.000 ringgit mà họ không hề có một cái thu nhập nào cả. Thì chúng tôi đang tranh đấu trực tiếp lại Sony, yêu cầu Sony phải bồi thường không những cái phần lương trả thiếu mà cho tất cả sự tổn thương về thể xác lẫn tinh thần và tâm lý của những nạn nhân. Đó là vấn đề mà các nữ lao động Việt trong công ty điện tử Sony bên Malaysia đang đối diện 6 tháng nay và đang chờ được giải quyết. Bài tiếp sẽ là ý kiến từ các công ty môi giới bên Việt Nam đã nhận tiền và lo giấy tờ cho các phụ nữ thôn quê này sang Malaysia làm việc trong công ty điện tử Sony. Cảm ơn quý